Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2022-2023 đang đến gần. Thế nhưng, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới đang đứng trước bài toán khó giải về việc thừa học sinh, thiếu giáo viên tại các trường học trên địa bàn. Về việc thừa, thiếu học sinh, giáo viên như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên thời sự tìm hiểu rõ nội dung này. Ngay từ đầu tháng 8, các giáo viên trường tiểu học Hải Đinh, thành phố Đồng Hới đã có mặt tại trường để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ việc giảng dạy cho năm học mới 2022-2023. Theo đó, cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, nhà trường đang rất trăn trở bởi tình trạng thừa học sinh, thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Theo thông tư 28/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, số lượng mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Thế nhưng trường tiểu học Hải Đình chỉ có khối 3 là đạt chuẩn về số lượng học sinh trên một lớp. Còn tất cả các lớp học còn lại đều có trên 40 học sinh một lớp. Về cái nguyên nhân mà để dẫn đến cái số lượng học sinh trên lớp đông á, với địa bàn trường Hải Đình là một cái địa bàn trung tâm, nơi đây có nhiều cơ quan ban ngành nhà đóng, rồi có chợ Đồng Hới này, trung tâm thương mại, và đặc biệt là người dân về đây làm ăn sinh sống và tạm trú rất là nhiều, cho nên họ có nhu cầu rất lớn về học ở tại trường, và tôi nghĩ đó cũng là một cái lý do tất yếu. Bước vào năm học 2022-2023, trường tiểu học Hải Đình có 718 học sinh, 18 lớp và 31 cán bộ giáo viên, nhân viên. Đây là năm học đầu tiên các trường tiểu học trong cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 3, đưa hai bộ môn tin học và công nghệ vào chương trình. Thế nhưng cho đến thời điểm này, trường tiểu học Hải Đình cũng như các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đồng Hới chưa có giáo viên chuyên môn dạy tin học và công nghệ. Hiện nhà trường đang thực hiện theo biên chế của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới giao là 1,4 biên chế nên không thể tuyển thêm số giáo viên dạy các môn học này. Đảm bảo cái giải pháp lâu dài và có cái hiệu quả thì đó là cũng mong muốn là bố trí tối đa 1,5 giáo viên trên lớp. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý có 1.055 học sinh, 22 lớp, 47 cán bộ, giáo viên. Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Sở Nội vụ, năm học 2022-2023, nhà trường đã giảm biên chế 3 giáo viên. Trong khi đó, số lượng học sinh tăng 42 em so với năm học 2021-2022. Theo thông tư số 32/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, mỗi lớp học không quá 45 học sinh. Nhưng thực trạng của trường trung học cơ sở số 1 Nam Lý hiện nay, ở khối 6, các lớp học có gần 52 học sinh mỗi lớp và khối 8 trên 49 học sinh mỗi lớp. Đây là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến công tác điều hành cũng như giảng dạy của cán bộ, giáo viên. Trường trung học cơ sở số 1 Nam Lý kính đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét, nghiên cứu và bổ sung biên chế lớp học, biên chế giáo viên, biên chế nhân viên thư viện để đảm bảo đáp với cái điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, để rồi trường chúng tôi, giáo viên yên tâm giảng dạy, học sinh yên tâm học tập, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em và chúng tôi giữ vững được chất lượng giáo dục toàn diện. Trên thực tế, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, trong năm học 2020-2021, thành phố Đồng Hới đã thiếu 53 biên chế. Đến năm học 2021-2022, thực hiện quyết định số 331 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, ngành giáo dục thành phố Đồng Hới đã phải giảm thêm 35 biên chế nữa. Việc thiếu 88 biên chế giáo viên so với nhu cầu đã khiến cho ngành giáo dục đào tạo thành phố gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý giảng dạy. Phòng giáo dục đã tham mưu cho Ủy ban thành phố yêu cầu các trường ra soát và tiến hành nhập lớp và điều động cân đủ giáo viên, cũng đã chỉ đạo các trường mầm non hoặc là phải giữ nguyên cái quy mô, tổ chức cái việc dạy học liên trường và liên môn để hạn chế cái tình trạng là thừa thiếu giáo viên cục bộ. Thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với chính phủ là cũng giao đủ cái biên chế theo quy định để đảm bảo cho các việc dạy học, và nếu như số lượng biên chế giao không đủ thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình với hội đồng có một cái giải pháp, đó là sẽ bố trí ngân sách hoặc là kinh phí để cho các trường hợp đồng giáo viên để đảm bảo cái công tác giảng dạy ở các nhà trường. Đến năm học mới 2022-2023, Đồng Hới tiếp tục tăng 670 học sinh,
tăng 58 lớp, dự kiến thiếu 89 biên chế giáo viên. Và nếu không được giao bổ sung số biên chế tăng thêm này, thì việc tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung và triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.